Chuyện được không? Chuyện gì thế con? Bố lại đây với con. Đây, cháu ăn đi. Các người có bao nhiêu đồ ăn ngon thế này mà không mời ta à? Sao ông dám? Dám làm sao? Người có ý kiến gì hả nhóc con? Ông đúng là đồ xấu xa, lúc nào cũng cướp đồ ăn của người khác. Đừng con, kệ ông ta đi. Chỗ này vẫn chưa thấm tháp gì so với ta đâu. Lần sau nhớ chuẩn bị nhiều hơn, rõ chưa? Hắn ta là ai mà lại hống hách thế ạ? À? Đó là lão Liêu, đáng sợ nhất khu rừng Weibon này. Chuyên bắt nạt kẻ khác, nhưng không ai có khả năng chống lại lão. Không thể để như thế được, phải dạy cho hắn một bài học chứ ạ. Kìa, Sammy, cậu định làm gì thế? Ôi, mẹ ơi! Lại con cho tôi. Trò chơi mới bắt đầu thôi. Tất cả các ngươi đều có phần.
Mẹ ơi, tỉnh lại đi. Chưa gì đã bất tỉnh rồi sao? Các người thật là kém cỏi. Ta vẫn còn muốn chơi nữa. À, mẹ ơi. Ôi con tôi. Con ơi. Ôi. Là mi à? Dám bắn ta à? Với sức của mi mà cũng dám đấu với ta sao? Trời ơi, Sammy, mọi người, mau lại đây giúp tôi một tay đi. Tớ sẽ giúp cậu. Hai tên nhãi nhép này, chúng mày muốn chết à? Mọi người, còn chờ gì nữa? Mau tiến lên. Nhanh nào. Cố lên nào. Các người định làm gì hả? Mau tránh ra. Chúng ta hãy cùng nhau đánh cho hắn một trận, để hắn chừa cái thói hống khách đi. Chết này, chết này. Ôi, đau quá. Ôi, ôi. Trời ơi, đau quá, đau quá. Bây giờ bị thương nặng thế, xem ông ta còn bắt nạt được ai nữa. Phải đấy, đáng đời Leo ra nát. Hoa-xi, Hoa-xi. Ui da. Xót, xót quá. Toàn thân mình bị thương thế này, mình sẽ chết mất. Sao tự nhiên lại dễ chịu thế này? Ông đã thấy khá hơn chưa? Chúng tôi đã bôi thuốc và băng bó vết thương cho ông. Xin lỗi vì chúng tôi đã làm ông bị thương nặng thế này. Ông hãy ở lại cùng chúng tôi cho đến khi các vết thương lành hẳn. Các người thật là tốt bụng. Các người không căm ghét tôi nữa sao? Tôi đúng là một kẻ xấu xa. Tôi hứa từ giờ sẽ thay đổi, không hống hách và không bắt nạt mọi người nữa. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Không xuất hiện nhỉ? Bọn mình cũng đi tìm đi. Chờ tới một tí nha. Ủa? Đi nào Lưng? Ông Trăng ơi! Ông Trăng ơi! Cho bọn tớ đi tìm ông Mặt Trăng với. Đi nào, chúng mình cũng đi tìm ông Trăng. Thôi chết, gió thổi tắt đèn rồi. Bọn tớ chẳng nhìn thấy gì cả. Ôi, các bạn nhìn kìa. Wow, những ngọn đèn xanh. Ra là các bạn đốm đốm. Ôi sáng quá, sáng bằng ông Trăng đây. Mà đêm khuya rồi các bạn đi đâu vậy? Chúng tới đi tìm ông Trăng mà mãi không tìm thấy. Cậu có thể tìm cách giúp chúng tới được không? Ừ, đúng đấy. Tớ có cách rồi. Các bạn ơi tập trung lại đây nào. Wow. Mặt Trăng lên rồi, đẹp quá, sáng quá. Trăng đồng đất sáng quá, sáng quá. Đẹp đẹp quá. Đom đóm ơi, vì sao các bạn có thể tự phát sáng được thế? Ánh sáng của loài đom đóm chúng tớ được phát ra từ một vài đốt cuối bụng. Ban ngày, các đốt chỉ có màu trắng xám, về đêm mới phát ra ánh sáng huyền ảo qua lớp da trong suốt. Wow. Các tế bào phát quang có chứa hai loại chất là luciferin và luciferase. Hai chất này khi ở cạnh nhau, men luciferase sẽ xúc tác, thúc đẩy quá trình oxy hóa luciferin. Quá trình oxy hóa này tạo ra quang năng đấy các bạn ạ. À. Wow, thật tuyệt. Cảm ơn các bạn đâm đâm nha. Bạn quanh ta có bao điều kỳ lạ, bạn hỏi vì sao?
Ồ, chúng mình quên mất một thứ quan trọng rồi. À, nấm, nấm. Ôi, món bánh pizza của tớ mà thiếu nấm nhất định không thể được. Chuẩn luôn, đi nào Lu. Nhiều nấm quá, đẹp quá Lu ơi. Chúng mình hái thật nhiều vào nhé. Thế là sắp được chén bánh pizza ngon lành rồi. Chúng cháu chào bác ạ. Chào hai cháu. Các cháu hái nấm về làm gì vậy? Chúng cháu làm món bánh pizza rau củ mà không thể thiếu được món nấm này ạ. Ấy ấy, các cháu không biết là nấm độc thường có màu sặc sỡ hay sao? Ôi, vì sao lại thế ạ? Nấm độc thường có màu sắc sặc sỡ để cảnh báo các loài vật, để giúp chúng có thể sinh tồn. Đó là xu hướng phát triển và cũng là chọn lọc tự nhiên các cháu ạ. Thế làm cách nào để phân biệt nấm độc và nấm có thể ăn được hả bác? Các cháu nhìn xem, nấm độc thường có nhiều màu sắc hơn, có đốm nổi lên trên mũ nấm, có những hạt nổi lên hoặc màu vằn đỏ, màu tạp, có vằn xung quanh thân, có nhựa chảy ra. Nấm độc khi hái thường có mùi cay, mùi hắc, mùi đắng sộc lên. Trách sao lúc hái tớ cứ thấy cay mũi. Tuy nhiên có loại nấm độc giống hoàn toàn với nấm ăn được các cháu à. Làm thế nào để có thể hoàn thành món pizza của cháu ạ? Hãy theo bác nào. Tặng các cháu này. Nấm thơm quá, ngon thế. Chúng cháu cảm ơn bác ạ.